Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình Viva Crochet. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc bikini kiểu yếm cơ bản như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Thì trước khi mà bắt đầu hướng dẫn móc, mình có một vấn đề muốn tâm sự nho nhỏ với các bạn. Thì vấn đề ở đây đó là cái video mình quay về hướng dẫn móc bikini kiểu yếm cơ bản phần 1 nó đã bị đóng lại và các bạn không thể xem nó được. Lý do đó là nó đã dính nhạc bản quyền, chính xác đó là dính nhạc bản quyền của Sơn Tùng. Vì vậy mà YouTube nó đã đóng lại video của mình, không cho mình phát video đó nữa. Thành ra là các bạn không có xem được video đó. Và vì vậy mà mới có ngày hôm nay là mình ngồi và quay lại cái video hướng dẫn móc bikini cơ bản phần 1, để các bạn sẽ có một video hoàn thiện về cách móc bikini cơ bản, bikini kiểu yếm cơ bản. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu móc nha. Thì trước khi mà bắt đầu móc, mình sẽ nói về các bước để móc một chiếc bikini kiểu yếm cơ bản để các bạn dễ hình dung hơn trong quá trình móc. Thì đầu tiên đó là cách lấy số đo. Các bạn sẽ dùng thước dây và đo phần chân ngực cho mình. Ở đây mình có vỉ. Các bạn sẽ đo một vòng từ trước ra sau. Mình ví dụ ở đây là các bạn sẽ đo được là 74cm. Như vậy các bạn có thể suy ra nửa vòng của phần chân ngực này đó là 32cm. Nhưng mà sau đó thì các bạn sẽ dựa trên 32cm này, các bạn cộng thêm cho 4cm nữa là bằng 36cm. Và 36cm này cũng chính là chiều dài của chiếc áo mà các bạn cần phải móc. Đây, và 36cm là tương đương với lại 84 mũi móc xích. Sở dĩ mà mình phải cộng thêm 4cm là bởi vì đây, ở đây mình đã vẽ ra cái hình của chiếc áo mà các bạn sẽ móc, nó sẽ tạo thành cái hình như thế này. Thì nếu như mà các bạn móc đúng phần 32cm thì cái chiếc áo của các bạn nó sẽ ngắn đi lại một chút, nhưng mà nó sẽ không đủ chiều dài để che hết phần ngực của các bạn. Như vậy là các bạn sẽ dễ bị lòi phần ngực ra. Thành ra là nếu mà các bạn muốn móc mà nó che hết phần ngực đó, thì các bạn nên cộng thêm 4cm để tạo được một chiếc áo yếm vừa với mình mà vừa kín đáo. Thì mình theo chủ nghĩa kín đáo. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hành móc cụ thể hơn nha. Và chất liệu ở đây mình móc đó là chỉ cô tông Việt Nam, có đường kính là 1mm. Và mình sẽ móc chập đôi thì nó sẽ trở thành là 2mm. Và kim móc mình móc đó là có đường kính là 2mm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu móc nha. Các bạn sẽ lấy mũi đầu tiên cho mình và gầy lên 86 mũi móc xích cho mình. Sau khi mà các bạn đã móc lên được 84 mũi móc xích rồi, tiếp tục các bạn sẽ móc lên 2 mũi móc xích cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ bỏ 3 mũi móc xích đầu tiên và đâm vào chân mũi thứ tư. Kéo chỉ qua móc cho mình một mũi móc kép. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân mũi tiếp theo và móc lên cho mình mũi móc kép tiếp theo. Đến đây thì các bạn sẽ đâm vào các chân mũi và móc lên cho mình các mũi móc kép như bình thường. Các bạn sẽ móc đến hết vòng cho mình.
Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ nhất rồi, tiếp tục các bạn sẽ móc lên dòng thứ hai cho mình. Để móc dòng thứ hai, đầu tiên là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại, đâm vào chân móc thứ hai, kéo chỉ qua móc cho mình một mũi móc kép. Đến đây thì các bạn sẽ đâm vào các chân mũi và móc lên cho mình các mũi móc kép cho đến hết hàng. Thì trừ đi chân mũi đầu tiên là mình đã móc lên 3 mũi móc xích, thì các bạn sẽ còn lại đó là 83 chân mũi. Như vậy các bạn sẽ đâm vào 83 chân mũi và móc lên cho mình 83 mũi móc kép. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ hai rồi, tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ ba. Để móc dòng thứ ba, đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại và đâm vào chân móc thứ hai, móc lên cho mình một mũi móc kép. Thì ở dòng thứ ba này các bạn cũng sẽ móc tương tự giống như là dòng thứ hai mình đã thực hiện. Đầu tiên đó là các bạn cũng sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích, sau đó thì các bạn sẽ đâm vào các chân móc và móc lên cho mình các mũi móc kép. Thì trừ đi chân móc đầu tiên là các bạn đã móc lên 3 mũi móc xích, thì các bạn sẽ còn lại đó là 83 chân mũi. Và các bạn sẽ đâm vào 83 chân mũi này và móc cho mình 83 mũi móc kép. Các bạn sẽ lặp lại các bước tương tự như vậy cho đến dòng thứ 5. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 5 nha. Sau khi mà các bạn đã móc xong dòng thứ 5 rồi, bắt đầu từ dòng thứ 6 trở đi thì các bạn sẽ giảm mũi cho mình. Ở dòng thứ 6 này, các bạn sẽ giảm mũi ở hai bên phần rì của chiếc áo. Mỗi bên như vậy các bạn sẽ giảm một mũi cho mình. Như vậy hai bên tức có nghĩa là các bạn sẽ giảm 2 mũi. Để giảm mũi đầu tiên là các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích, sau đó là xoay ngược phần móc lại, đâm vào chân móc thứ hai và móc lên cho mình 1 mũi móc kép. Như vậy là các bạn vừa mới giảm mũi xong. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân móc tiếp theo và móc lên cho mình 1 mũi móc kép. Đến đây thì các bạn sẽ đâm vào các chân móc và móc lên cho mình các mũi móc kép như bình thường. Các bạn sẽ móc đến khi nào mà còn lại là hai chân móc cuối cùng, các bạn sẽ chừa lại hai chân móc cuối cùng cho mình và mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn. Sau khi mà các bạn móc và còn lại hai chân mũi cuối cùng như thế này thì các bạn sẽ bắt đầu tiến hành giảm mũi cho mình. Thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi gần cuối là nằm ở vị trí thứ hai, tính từ đầu phía bên tay trái mình tính vào. Các bạn sẽ đâm vào và kéo chỉ qua một vòng. Bình thường là các bạn sẽ kéo chỉ qua hai vòng thì nó sẽ trở thành là mũi kép. Nhưng mà ở đây thì các bạn sẽ kéo chỉ qua một vòng và để hai đầu chỉ trên cùng một kim như thế này. Sau đó các bạn sẽ tiếp tục đâm vào chân mũi cuối cùng, tiếp tục kéo chỉ qua nửa vòng. Sau khi mà có ba đầu chỉ trên cùng một kim như thế này, các bạn sẽ kéo chỉ qua ba đầu kim này luôn. Như vậy là các bạn vừa mới giảm mũi, ở đây là có hai chân mũi và các bạn sẽ giảm một thì còn lại là một chân mũi. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên cho mình dòng thứ bảy, thì ở dòng thứ bảy này các bạn sẽ giảm hai mũi ở mỗi phần rì của chiếc áo. Như vậy là hai bên là các bạn sẽ giảm tổng cộng đó là 4 mũi. Để móc dòng thứ 7, đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 3 mũi móc xích. 1, 2, 3. Sau đó thì các bạn sẽ xoay ngược phần móc lại, đâm kim vào chân mũi thứ 2, kéo chỉ qua một vòng và để hai đầu chỉ trên cùng một kim như thế này. Tiếp tục các bạn sẽ đâm kim vào chân mũi thứ 3, kéo chỉ qua một vòng, và sau khi mà có ba đoạn chỉ trên cùng một kim như thế này thì các bạn sẽ kéo chỉ qua ba đoạn kim này. Đây, ở đây có ba chân mũi và các bạn sẽ giảm hai thì còn lại là một chân mũi. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân mũi kế tiếp, móc lên cho mình một mũi móc kép.
Đến đây thì các bạn sẽ đâm vào các chân mũi còn lại và móc lên cho mình các mũi móc kép như bình thường. Các bạn sẽ móc đến khi nào còn lại 3 chân mũi cuối cùng, các bạn sẽ chừa lại 3 chân mũi cuối cùng và mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn. Sau khi mà các bạn móc và còn lại 3 chân mũi cuối cùng như thế này thì các bạn sẽ bắt đầu giảm mũi cho mình. Đầu tiên đó là các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 3 tính từ tay trái của mình tính vào. Các bạn sẽ kéo chỉ qua một vòng. Sau đó để hai đầu chỉ trên cùng một kim như thế này, tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 2 cũng kéo chỉ qua một vòng. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng. Sau khi mà các bạn đã có 4 đầu chỉ trên cùng một kim như thế này thì các bạn sẽ kéo chỉ qua 4 đầu chỉ này luôn. Như vậy là các bạn đã giảm mũi thành công. Ở vòng thứ 7 này, như mình đã nói là mỗi bên là các bạn sẽ giảm 2 mũi và hai bên thì các bạn sẽ giảm 4 mũi. Sau khi mà các bạn đã giảm mũi ở vòng thứ 7 xong rồi thì tổng số chân mũi hiện tại các bạn có đó là 78 chân mũi. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên vòng thứ 8 cho mình. Thì ở vòng thứ 8 các bạn sẽ bỏ mũi tương tự giống như là vòng thứ 6 mình đã thực hiện. Các bạn sẽ bỏ 2 mũi và mỗi bên là các bạn sẽ bỏ 1 mũi. Thì bắt đầu từ vòng thứ 8, các bạn sẽ lặp lại các bước của vòng thứ 6 và vòng thứ 7 như nãy giờ mình đã thực hiện. Các bạn sẽ lặp lại xen kẽ. Đó là một vòng các bạn sẽ bỏ 2 mũi và một vòng các bạn sẽ bỏ 4 mũi cho mình. Các bạn cứ lặp lại xen kẽ là 2 4 2 4 2 4 như vậy. Đây. Đầu tiên đó là các bạn sẽ móc lên cho mình 2 mũi móc xích, sau đó thì các bạn sẽ đâm vào chân mũi thứ 2, kéo chỉ qua móc cho mình 1 mũi móc kép. Đến đây thì các bạn sẽ đâm vào các chân móc và móc cho mình các mũi móc kép như bình thường. Các bạn sẽ móc đến khi nào mà còn lại 2 chân mũi thì các bạn sẽ tiếp tục giảm mũi cho mình. Các bạn sẽ giảm mũi trên 2 chân mũi đó, mình sẽ gặp lại sau khi mà các bạn móc và còn lại 2 chân mũi nha. Sau khi mà các bạn móc và còn lại 2 chân mũi cuối cùng như thế này thì các bạn sẽ đâm kim vào chân mũi thứ 2 tính từ tay trái của mình tính vào. Và các bạn sẽ kéo chỉ qua một vòng. Tiếp tục các bạn sẽ đâm vào chân mũi cuối cùng. Các bạn cũng sẽ kéo chỉ qua một vòng. Sau khi mà có 3 đầu chỉ trên cùng một kim như thế này thì các bạn sẽ kéo chỉ qua 3 đầu kim này. Như vậy là các bạn vừa mới giảm mũi cho vòng thứ 8 xong. Tiếp tục các bạn sẽ móc lên vòng thứ 9 cho mình. Thì ở vòng thứ 9 các bạn cũng sẽ lặp lại các bước tương tự giống như là vòng thứ 7 mình đã thực hiện. Thì như lúc nãy mình nói, các bạn sẽ lặp lại các bước giảm mũi xen kẽ của vòng thứ 6 và vòng thứ 7 mình đã thực hiện cho đến vòng thứ 25. Mình sẽ gặp lại các bạn sau khi mà các bạn đã móc đến hết vòng thứ 25 nha. Thì video hướng dẫn móc bikini kiểu yếm cơ bản này của mình gồm có 2 phần. Đây là phần đầu tiên. Để tiếp tục xem phần thứ 2 thì các bạn hãy nhấn vào video ở phía bên dưới, hoặc là mình sẽ để đường link ở phần mô tả của video này. Các bạn sẽ nhấn vào đường link đó và sẽ tiếp tục xem được phần thứ 2. Ok, mình chúc các bạn sẽ thành công với lại sản phẩm của mình làm ra nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.